Việc thu hoạch không ngừng. Hơn 200 năm trước đây, những nhà thám hiểm người Nga và những người săn lông thú đã đặt chân lên những hòn đảo này, một quần đảo núi lửa ở North Pacific, và học về một cái vùng đất rộng lớn, cái mà nằm xa hơn về phía bắc, to the north. Những người dân bản địa của những hòn đảo này đã gọi vùng đất khổng lồ này là Alaska, có nghĩa là Great Land, và ngày nay chúng ta biết nó như là Alaska. Vậy là nguyên cái đoạn đầu họ giới thiệu về cái quần đảo, vị trí địa lý của nó và những cái người cư dân đầu tiên. Cái bang thứ 49 đã join vào nước Mỹ năm này, Alaska, chính là cái phần họ đưa cái mô tả ở đằng trước đó. Alaska thì fully one fifth, trọn vẹn 1/5 cái size của cái mainland, gồm 48 cái state cộng lại. Nó chia sẻ với Canada cái hệ thống sông dài thứ hai ở Bắc Mỹ và có hơn một nửa cái đường bờ biển của United States. Những con sông thì fit into là để đưa vào biển Bering và biển Gulf of Alaska. Chỗ này giống gạch ngang hơi kỳ. Những dòng nước dầu nutrient và lạnh giá, cái mà support hàng chục triệu con seabirds và hơn 400 loài của cá, của sò, của cái loài này và của loài này. Tận dụng cái sự giàu có của Bounty này, sự hào phóng giàu có này, những ngành đánh bắt cá thương mại của Alaska đã phát triển trở thành một trong những cái ngành hoặc là những công ty lớn nhất thế giới. Vậy thì đoạn này họ đang giới thiệu về Alaska và cái bounty của nó. Và nhờ cái bounty này mà là chính là những cái dòng nước mà đầy ta đầy đầy dưỡng chất này, thì đã làm cho những cái ngành đánh bắt cá ở Alaska trở thành những cái công ty lớn nhất thế giới. Theo như cái tổ chức này, những ngành đánh bắt cá thương mại của Alaska đã landed, là đã kéo lên bờ hàng trăm ngàn tấn những con shellfish và những con herring, và well over là gì? Hơn 1 triệu tấn những con grawfish như là con ABCD này vào năm này. Cái trái tim văn hóa thực sự và tận linh hồn của những ngành đánh bắt cá Alaska tuy nhiên chính là salmon. Salmon, ông này trong cuốn này viết pump nha mọi người, không có đồng po. Bơm qua Alaska như là máu đi qua trái một trái tim, mang theo dưỡng chất circulating là gì? Liên hồi, tuần hoàn và nhịp nhàng đến land, đến animals và đến con người. Cái sự giàu có, sự phì nhiêu có thể dự đoán được của Salmon đã cho phép một vài cái nền văn hóa bản địa để phát triển. Mọi người học luôn cái tool này rất là hay. Cho phép cái gì đó, làm gì đó thì là to. Những cái con cá đi đẻ trứng đang chết thì là thức ăn của con bi, những con gấu Bắc Cực, những con eagle, những động vật khác. Và cuối cùng thì feed bản thân cái đất, soil là đất này, đất trồng trọt. Tất cả 5 loài của cá hồi Pacific là loài 1, còn được gọi là king, loài thứ hai còn gọi là dog, loài thứ ba còn gọi là silver, loài thứ tư còn gọi là cái này, và loài thứ năm còn gọi là cái này. Thì cái đó nó chỉ bổ nghĩa ra, làm rõ 5 cái loài là như thế nào. Viết tiếp là gì? Đẻ trứng ở trong những cái khu vực nước Alaska, và 90% của cá hồi Pacific được bán, bắt được ở vùng biển Bắc Mỹ thì được sản xuất tại đó.
Trong thực tế, nếu Alaska là một quốc gia độc lập, nó sẽ là nhà sản xuất lớn nhất cái white salmon trên thế giới. Trong khoảng năm 2000, những cái sự đánh bắt thương mại của cá hồi Pacific ở Alaska đã vượt quá 320.000 tấn. Với cái này cái kia, giá nó kiếm được là từng này. Vậy thì ở đây á, là có một cái câu có mệnh đề if. If và would be. Về mặt thực tế thì đây chỉ là một giả định. Cho nên người ta đặt gì? If là về quá khứ đơn và mệnh đề chính là tương lai giả định. Những cái sự đánh bắt thì không phải luôn luôn là healthy. Giữa năm này và năm này, việc đánh bắt quá mức này. Việc đánh bắt quá mức đã dẫn đến những cái sự crashes, là cái sự giảm hoặc là bị đổ vỡ trong dân số cá hồi, tức là trong số lượng cá hồi quá severe, quá nghiêm trọng đến nỗi mà người lại một lần nữa gặp sâu adjective giáp này, quá nghiêm trọng đến mức mà vào năm này Alaska đã được thông báo như một khu vực thảm họa liên bang. Tức là thông báo trên toàn liên bang là Alaska đang là một khu vực thảm họa. Với cái sự bắt đầu của statehood, tuy nhiên statehood là việc như là cương vị như một bang. Cái bang này đã took over management là gì? Đã lấy lại sự kiểm soát của bản thân những cái ngành đánh bắt cá của nó. Được guided bởi một cái state constitution của bang. Cái mà mandate là ủy quyền rằng những nguồn natural resources của Alaska thì được quản lý trên một cái cơ sở bền vững. Vậy thì người ta sẽ giải thích cơ sở bền vững là cơ sở như thế nào. Tại thời điểm đó, cái sự thu hoạch statewide khắp bang lên tới con số tổng cộng là khoảng 25 triệu con cá hồi. Ở những cái decade tiếp theo thì những sự đánh bắt đều đặn vững vàng, đã tăng như một kết quả của cái chính sách về quản lý bền vững này. Cho đến trong những năm 90, sự thu hoạch hàng năm đã vượt quá 100 triệu và ở rất nhiều mùa thì đã vượt quá hơn 200 triệu con cá hồi. Cái lý do chính cho những sự tăng lên như thế là cái được biết như là cái này. Có những nhà biologist xuyên suốt bang này sẽ constantly là liên tục sự kiểm soát những con cá trưởng thành khi chúng xuất hiện để đẻ trứng. Những cái nhà biologist này sẽ ngồi nhé, sit ở trên trong những cái tháp đếm gần bên bờ suối, hoặc là họ sẽ nghiên cứu cái sonar, họ quan sát từ airplanes và nói chuyện với những fishermen. Mùa cá hồi ở Alaska thì không được preset, là không được định trước. Những người fisherman thì biết khoảng thời gian xấp xỉ của một năm khi họ sẽ được cho phép để đánh bắt cá, nhưng trong bất kỳ một cái ngày đưa cho nào đó, bất kỳ ngày nào được nói đến đó. Một hoặc là nhiều cái nhà sinh học trong cái lĩnh vực này, trong những cái khu vực cụ thể có thể put a halt to fishing là gì? Đặt một cái sự ngừng tới cái việc đánh bắt cá, có nghĩa là có thể ra một cái lệnh ngừng đánh bắt cá. Học luôn cụm này. Thậm chí là sport fishing, đánh bắt cá mà dạng cho thể thao có thể bị brought to a halt, cũng thế thôi, đưa tới một cái việc ngừng. Nó chính là cái management mechanism này, cái mà đã và đang cho phép sản lượng cá hồi Alaska stock là dự trữ, và theo sau thì cái ngành này để phát triển, thậm chí khi dân số cá hồi trên toàn nước Mỹ đang được xem là ngày càng tăng lên
bị đe dọa hoặc là thậm chí là bị endangered. Đây có một cấu trúc thôi, are increasingly considered threatened or even endangered, được xem là bị đe dọa hoặc là bị tuyệt chủng. Còn increasingly là bổ nghĩa cho cái động từ này. Vậy thì ở đây họ đang nói là cái cách người ta manage săn bắt cá hồi như thế nào để đạt được cái sự tăng đó. Năm này cái tổ chức này đã được ủy quyền một cái review về cái ngành đánh bắt cá hồi ở Alaska. Cái council này, cái mà thế nào đó ha, thì certified là gì, cung cấp những cái giấy phép cho những công ty đánh bắt, những công ty mà gặp cái environmental standards rất là high, thì cái chuyện này đã cho phép họ dùng cái label. Một cái label là một cái nhãn, cái mà nhận ra trách nhiệm môi trường của họ. Cái council này đã thiết lập một cái bộ criteria, bởi đó mà những cái công ty đánh bắt thương mại có thể được đánh giá. Tức là họ đánh giá những công ty này dựa trên một bộ criteria. Việc nhận ra cái potential benefits của việc trở thành được nhận diện như là có trách nhiệm với môi trường. Học nguyên cụm này, đây rất là hay, nhiều cụm để mọi người học. Những cái nhà đánh bắt tiếp cận cái tổ chức này yêu cầu để mà trải qua cái quá trình được cấp cái certificate này, thì tổ chức này sau đó sẽ chỉ định một cái committee được tạo thành bởi một cái nhóm của những cái fisheries experts, cái mà sẽ thu thập thông tin và quan điểm từ những người này, người này, người này, những người này và người này và những người khác. Và nhà quan sát nghĩ những ngành đánh bắt cá này ở đây á sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào của việc certification khi mà trong những năm gần tới cái final decision của tổ chức này, thì cái sản lượng cá hồi qua cái Alaska, phía Tây Alaska hoàn toàn bị sụp đổ. Ở cái dòng sông này và này, con cá này và sản lượng run trước này, sản lượng của cá trăm và sản lượng của con chinook đã gần như hoàn toàn là ở cái tình trạng poor risk kể từ khi họ được thành lập cái bang. Cái community này thì đã bị đổ vỡ, devastated là phá hủy hoàn toàn. Ý nói đây là gì? Một cái thực trạng là xém nữa thì tất cả những công ty này không nhận được cái certification về sản lượng cá hồi giảm xuống thấp nhất. Cuộc khủng hoảng này là hoàn toàn không mong đợi, không được mong đợi. Nhưng những nhà nghiên cứu tin rằng nó không có cái gì để làm với, có nghĩa là nó không liên quan gì đến những cái impacts của việc đánh bắt cá. Hơn thế nữa, họ cho rằng nó thì gần như là chắc chắn là cái kết quả của những sự thay đổi về thời tiết. Ngay ở trong những cái effects được cộng dồn của cái hiện tượng El Niño, La Niño ở nhiệt độ của Pacific Ocean lên đến cực điểm trong một cái mùa đông khắc nghiệt. Ở trong cái mùa đông khắc nghiệt này thì thế nào? Lượng trứng của nó đã bị frozen, bị đóng băng. Tức là cái việc mà cái crisis ở trên này này không liên quan đến việc đánh bắt quá mức, mà là liên quan đến cái sự thay đổi thời tiết và khí hậu, bởi cái hiện tượng El Nino, La Nino làm cho đám salmon eggs bị đóng băng. Ý toàn bộ câu này nó viết rắc rối như này thôi, nhưng mà ý là gì? Tất cả những cái dấu hiệu để cho thấy là cái ý tưởng về cái certification process này này thì đã gì, đi đến cái hồi kết rồi, không còn được tiến hành nữa. Tuy nhiên, cái bang này đã reacted very quick
rất là nhanh chóng đã đóng cửa toàn bộ tất cả cái việc khai thác đánh bắt cá, thậm chí cả những cái ngành đánh bắt cá mà cần thiết cho những cái mục đích subsistence, mục đích mưu sinh, ý là ngay cả những người phải đi đánh cá để kiếm sống cũng không được phép đánh bắt cá nữa. Và vào tháng này, năm này, tổ chức này đã thông báo những cái ngành, cái công ty đánh bắt cá hồi Alaska được qualify cho cái certification. 7 công ty sản xuất cá hồi thì đã ngay lập tức được grant, được đưa cho cái permission để display cái logo trên sản phẩm của họ. Certification thì nó cho một cái thời gian, thời kỳ ban đầu, initial ban đầu là 5 năm, và với một cái review hàng năm để đảm bảo cái ngành này tiếp tục gặp cái required standards. Vậy thì nguyên cái bài này họ nói là để làm cho cái sự đánh bắt cá hồi trở thành endless harvest, thì cái bang này nó đã react quickly như thế nào để, và bây giờ họ đã có được cái hệ thống quản lý nào để đánh bắt cá.